Xin chào mọi người tới với cả channel PC của mình. Hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn cái game đó là Protea World of War nhá. Đây là một trong những phần còn thiếu mà mình đã chưa chia sẻ với các bạn trong cái series của Protea. Thực ra thì mình còn thiếu hai phần nữa, đó là phần 1 và phần 2 nữa cơ. Và sắp tới thì trong thời gian gần nhất mình sẽ giới thiệu nó với các bạn được chưa nào. Trước mắt thì cứ là Protea World of War đã, đúng không nào. Bây giờ thì mình đang trong cái gameplay của nó nè các bạn. Đổi xuống mắt nhỉ. Game này thì nó lấy cái đề tài như chiến tranh lớn nhất thì phải. Có quân Nhật, quân Nhiếp gì đó. Mình không rõ lắm nữa. Bắn game này khá là dễ. Đồ họa thì nó cũng khá là vừa tầm với cả những cái máy yếu. Và cái cơ chế bắn súng của nó thì không thua kém gì với cả những cái phần gần đây của Crotty cả. Chỉ có cái là mấy cái địa hình này của nó nó khá là hạn chế các bạn ạ. Cũng dễ hiểu bởi vì game này khá là nhẹ mà. Đùa nhau à? Bắn rất là dễ các bạn ạ. Lên ạ. Né 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 né, trời ơi né. Rồi, lấy đạn đã. À, quân Minh à. Cái này hơi khó nhìn nhỉ. Hơi khó nhìn quân đâu là quân đồng minh và đâu là quân địch. What? Hạn kia nhỉ? Ô, ô, đau vậy, ô. Được rồi, hạ được rồi. Không nhảy qua cái hàng rào được. Ô, hết đạn. Đủ, sao lại có thằng vòng qua sao đít mình được nhỉ? Kì vậy? Những phần chơi này khá là kịch tính. Đây là đặc trưng của những cái phần cũ trong những cái series như là Battlefield hay là Call of Duty đúng không nào? Mà những phần mới gần như là không thể nào có được. Oh shit. Này là chỗ nào vậy? Súng nào khác không ta? Ê, cái súng này có lưỡi lê này. Nhìn ngầu hơn hẳn đúng không nó? Ui, K98 à, thôi. Bắn nó cái viên 1 khó chịu lắm các bạn ạ. Đây, súng này bắn dễ hơn này. Pick up the pace, people. Shit, they've been spotted. Phát hiện rồi. Đã đến giờ bắn nhau đúng không? Mày. Cái súng này. Đây có đứa đâu ta? Đâm chưa kìa. Cái game này nó có dung lượng khá là nhẹ cho nên là cái phần bối cảnh của nó xây dựng không được lớn cho lắm. Chúng ta bị di chuyển rất hạn chế các bạn ạ, chúng ta chỉ di chuyển theo được cái đường thôi. Không thể nào mà nhảy vào những cái khu rừng hay là cái gì đó cả. Này cảm giác di chuyển nó khá khó chịu. Không được như những cái phần hiện đại trước đây. Ấy, đồng minh à?
2 không? Được rồi. Ờ, quả súng này xịn này. Tiếc rằng chúng ta chả được bắn đúng không nào? Ê, mình gần hết đạn rồi. Có cái súng nào để thay không nhỉ? Còn 20 viên. I want to get through the rest of this quick and clean. Quick and clean. Quick and clean. Yeah, 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 I know it. Stay sharp. Nhanh gọn. Cái gì đây? What the hell? Who took these guys out? Quá chết rồi. Như vậy là có thể có một đơn vị nào đó chúng ta đã giải quyết vấn đề. Ở cái gì đấy? Ông này nó giả chết các bạn ạ. What the heck? Đùa nhau à? Chết cho chết thật luôn. Ôi, nết 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 nết. Được rồi. Giả chết cho chết thật luôn. Giờ thì đi mua sắm nữa. Đi đây. Ô, đông quá nhỉ. Ê, né nào. Nhưng cái game này cơ chế cũng chưa có cái cơ chế đi xuyên người các bạn ạ. Xuyên đi cảm giác khá bị mắc à. Mắc khá là khó chịu. Đây đạn rồi. Có súng ở đây nhặt không ta? Đùa nhau à? Anh nhiên chạy thẳng ở tận đây luôn. Ấy, súng gì ấy? Thompson nữa các bạn ơi. Mà ít đạn quá, còn có vài viên thôi. Đạn khá là yếu á. Cái đầu nó đúng kìa. Ôi, có vài viên đấy các bạn ạ. Cái đạn đâu rồi? Thay súng nữa. Súng nào vừa đây mà nhỉ? À đây. Ôi, lại là K98, 5 viên. À. Chú nhỉ? Khó nhìn quá. Đấy, cái gì đây? Set up một cái xe à? Ôi xê, vô lý vậy. Đâm thủng cái lốp rồi. Cái hòm mà tự động cái xe chạy lên nhé. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi. Ô, quả nết ở đâu vậy? Ấy, lại thôn sơn này. À, ngon. Quân mình à? Nhìn như quân Nhật đấy các bạn à. Ờ, đau quá. Ô, thằng đứng đây từ bao giờ vậy, the fuck. Đua nhau à? Súng à? Nhận được súng không? Cái bom à? Ê! Chúng ta đến đây là nhiệm vụ đặt bom cái kho đạn à? Ở đây có lấy được đạn không nhỉ? Tôn Sơn của mình sắp hết đạn rồi. Get to the bomb. Ồ. Cái gì đấy? Ây ôi. Thằng này cầm katana nó chém mình. Căng thẳng vậy. Sẽ còn có vài viên đạn này. Hay bắn được gái. Có vẻ chúng ta đã được lôi đi các bạn ạ. Được lôi lên thuyền rồi.
Phim vụ này hấp dẫn nha. Where's the fireworks? Tell me those charges weren't duds. They better not be. Khoảng 2 thuyền à. Đù. Chờ đấy. Xong rồi à? Có vẻ nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành rồi. Thế được rồi, đó là một phần.